Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tiết Cương lần đầu khoe ảnh với vợ kém 26 tuổi cùng quê quê nghỉ dưỡng, hé lộ nhan sắc của vợ trẻ xinh đẹp. Khán giả khá tò mò với lý do Tiết Cương dù đã cưới từ 6 tháng trước nhưng lại chẳng hề chia sẻ bất cứ thông tin nào về vợ của anh mà cho đến tận bây giờ, nam diễn viên mới lần đầu khoe ảnh cùng vợ trẻ kém 26 tuổi. Tiết Cương thoải mái chia sẻ khoảnh khắc bên bà xã trên trang Facebook cá nhân, Tiết Cương đã đăng tải bức ảnh tình tứ cùng vợ trẻ kém 26 tuổi của mình. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên đích thân khoe ảnh với bà xã sau 6 tháng về chung một nhà. Anh dí dỏm chia sẻ, cuối tuần về quê thôi mọi người ơi, hi hi, đố bà biết sủ ca đang ở đâu, khó à nha. Nam diễn viên lần đầu khoe ảnh chụp cùng vợ lên trang cá nhân của mình. Bên dưới bình luận nhiều khán giả hào hứng khi lần đầu Tiết Cương chịu công khai ảnh chụp cùng bà xã. Nhìn vào khung ảnh sông nước miền Tây, người hâm mộ dự đoán rằng đó chính là quê nhà Cần Thơ của vợ Tiết Cương. Ngay sau đó, bình luận ấy đã được nam diễn viên Thà yêu thích nhưng ngầm công nhận. Có thể thấy Tiết Cương rất cưng chiều vợ trẻ kém 26 tuổi của mình và còn chu đáo hậu tống cô về quê nghỉ dưỡng vào ngày cuối tuần. Trước đó, Tiết Cương và vợ cùng nhau đi nhiều nơi nhưng chẳng chia sẻ gì về đối phương. Hiện tại Tiết Cương thoải mái hơn trong việc khoe vợ kém 26 tuổi. Thậm chí nam diễn viên còn thành lập một kênh youtube mới để chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình. Anh tiết lộ rằng cả hai vợ chồng đều cùng làm youtuber và bà xã sẽ được lên sóng nhiều hơn. Cả hai diện trang phục giản dị trong video được ghi hình tại nhà riêng, dù không son phấn hay ăn mặc cầu kỳ, nhưng Ngọc Thưởng vợ Tiết Cương khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc rạng rỡ, cô sở hữu gương mặt ưa nhìn với đường nét thanh thoát. Nam diễn viên hài hước giới thiệu về vợ sắp tới kênh tôi sẽ có sự xuất hiện của youtuber ngọc thưởng cô ấy là người trẻ trung xinh xắn và năng động anh cho biết thời gian tới bà xã sẽ đồng hành cùng mình trong nhiều video hậu trường bỏ đôi hy vọng mang hình ảnh đến gần với khán giả Cách đây ít ngày Ngọc Thưởng, bà xã của Tiết Cương cũng lần đầu khoe ảnh chụp chung với chồng. Cô nàng hào hứng khoe món quà ông xã vừa tặng, đó chính là một chiếc điện thoại xịn vừa ra mắt với phiên bản mới. Anh đích thân đưa bà xã đi sắm iPhone 14 vừa ra mắt, cả hai khiến khán giả thích thú với biểu cảm đáng yêu, dí dỏm và có phần ngại ngùng. Sau khi kết hôn hồi tháng 4 năm nay, vợ chồng Tiết Cương hiện đã về cùng nhà gần nửa năm. Dù không xuất hiện thường xuyên trước ống kính, nhưng cặp đôi vô cùng quấn quýt. Ngọc Thưởng thỉnh thoảng đồng hành cùng anh trong một số sự kiện, phụ chồng quay clip YouTube. Tâm sự về công việc hiện tại, Tiết Cương cho biết, anh dành nhiều thời gian đóng phim cũng như tham gia game show, đặc biệt luật sư trọng trong hướng nghiệp đang tích cực tập hò để đảm nhận vai diễn mới trong lật mặt 6. Anh hy vọng mang đến hình ảnh mới trong vai diễn sắp tới. Có thể thấy sau 6 tháng về chung một nhà, vợ chồng Tiết Cương đã thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ bên nhau. Có lẽ trong thời gian sắp tới, nam diễn viên và vợ trẻ kém 26 tuổi sẽ thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhiều hơn nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.